Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một mảnh vườn tại xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Thì mảnh vườn này với diện tích là 1,4 ha, nằm trên đường lớn liên xã, xe ô tô tránh nhau, vị trí rất là đẹp, giáp suối, đất triền, không dốc, đầy đủ tất cả các loại cây ăn trái. Thì sau đây Phước Sửu mời quý anh chị và các bạn mình cùng đi xem thực tế cái mảnh vườn ngày hôm nay nhé. Ở đây là tổng cộng là diện tích bao nhiêu vậy anh? 14.300 m². 14.300 m² anh hả? Đúng rồi. 14.300 m² là nó tính ra khoảng là 1 mẫu 4 ha. Mẫu 4 300 m². Ở đây là có khoảng mấy trăm cây sầu riêng anh? 250 cây. 250 cây. Một nửa là có thu rồi nè. Một nửa là có thu và ở đây là sầu riêng, ở đây là đã là sầu riêng ghép hết toàn bộ rồi phải không? Không, còn sực 60 khoảng chừng 60 cây sầu riêng hột. 60 cây sầu riêng hột, còn lại sầu riêng ghép. Coi như là cũng gần như là full vườn, tất cả là cây ăn trái nè, gồm là sầu riêng nè. Bơ 034 được chừng hai mấy ba chục cây là có thu hết rồi. Rồi chôm chôm, mãng cầu, sa bô chê, vú sữa, bưởi da xanh, nhãn thái, chuối, mít thái, mỗi vài cây. Dạ. Rồi ở đây là có những cái cây chắc đó. Tám cây chắc. Cây rừng nó có từ hồi xưa luôn phải không anh? Đúng rồi, nó hơn 30 năm rồi. Gỗ trắc bây giờ thì rất là có giá phải không anh? Của mình á thì mặt tiền đường là tầm khoảng hơn 60 mét phải không? Mặt tiền đường lộ luôn, đường của nhà nước luôn phải không anh? Thì đường nhà nước đó. Đường nhà nước. Đường còn ở đây thì nước. giáp suối luôn phải không? Cái suối này là mình giáp luôn. Giáp khoảng 100 mét á. 100 mét suối. Chà, cái này mà sau này mà làm theo kiểu homestay thì rất đẹp, view rất là đẹp luôn phải không? Thì này nè, nó cứ truyền lại vậy nè. Dạ. Cũng truyền lại chứ cũng không dốc lắm ha. Như đâu vậy dốc làm lắm cũng chỉ có dễ. Mất hai sào dốc ở bên cái đầu của nãy anh chỉ thôi. Dạ. Chỉ vì là đất truyền đồi mà bằng hết thì đâu có được. Đúng rồi, đất truyền mà. Truyền như trồng cây ăn trái phải không? Cây ăn trái trồng hết rồi. Cây ăn trái trồng hết rồi. Trồng mà lớn hết rồi. Ở đây thì anh có trồng măng cụt không anh? Không, ở đây không có măng cụt. Không có măng cụt. Chỉ có sầu riêng, bơ, chuối, mít rồi này nọ đó. Dạ. Tất cả giữa hai cái hàng sầu riêng là có làm đường vô hết rồi nha. Là đường 2,5 m đó. Đường này là để đường này là đường chính. Đường này đường chính. Giữa hai hàng sầu riêng có đường 2,5 m đi hết nguyên vườn rồi. Vậy hả? Đây cho đi thử đường 2,5 m biết nè. Rồi. Là mỗi cái nói chung là khoảng hai hàng sầu riêng là có một con đường. Hai ba hàng có một con đường. Hai ba hàng là có một con đường 2,5 m. Mình chạy vô mình thu sầu riêng với lại chăm bón này nọ. Nhưng mà để đi vào 2,5 m là xe gì đi anh? Xe cái này xe Honda đi thôi. Xe Honda đi thôi ha. Được, xe cày nhỏ cũng được. Xe cày nhỏ đi được luôn. Được. Đúng rồi. Đấy những cái con đường. Vậy là mình xe máy xới máy đồ được là mình có thể đi được đường này được luôn của anh ha. Nói chung là xe rất là thuận tiện luôn. Xe cày đi được mà. Bự mà. Cái vườn của mình giáp ranh với vườn cà phê bên kia anh hả? Đúng rồi, giáp ranh vườn cà phê đó. Giáp ranh đây. Bên cà phê là của người ta, bên sầu riêng là của mình. Rồi, sầu riêng của mình. Vườn quy hoạch làm cũng sạch sẽ, gọn gẹt gàng quá ha. Cũng chưa sạch lắm đâu, tại vì đang mưa bữa giờ không có phát được cỏ. Thì tất nhiên chỉ phát cỏ thôi, chứ nó không có những cây rừng hay là cây này nọ phải không? Nhìn cũng rất là gọn gàng. Thì nó cứ theo hàng sầu riêng vậy đó, trên đó có đường nữa kìa. Rồi, em thấy trên kia có đường nữa. Đánh lún đánh bờ rất là đẹp luôn. Rồi mình đi dạo xuống hướng suối đi anh. Nói chung là nhìn qua nhìn lại là thấy sầu riêng không thôi. Dạ. Cái này là mua vào là thu hoạch ngay luôn anh ha. Nhưng mà bây giờ cũng gần hết mùa rồi. Gần hết mùa ấy là bắt đầu khách hàng mua vào đợt tới là coi năm như là sau á, năm sau thì thu. Năm sau thì thu. Mỗi năm thì thu nó sẽ tăng hơn. Dạ. Tại vì cái số lượng sầu riêng nhỏ trồng đang lớn lên phải không anh? Dạ. Ở đây thì ngoài trồng cây ra thì có chăn nuôi gì thêm được không anh? Đó, trên đó nuôi gửi 50-60 con gà rồi thỏ này nọ trên đó. Có thỏ nữa anh hả? Có cả thỏ nữa. Đầy đủ luôn anh ha. Đất dưới này càng xuống dưới này là nó càng vừa thỏi và cũng rất là đẹp ha. Đúng rồi, nó không có bị khuất tầm nhìn. Đúng rồi. Nó cũng không có quá dốc. Suối này tính ra là rất là rộng đó chứ. Suối lớn mà. Suối lớn luôn. Rất là đẹp luôn.
Đường này, dạ. đường này là đường chính từ mặt tiền nhựa xuống nè. Đường này dạ. Đổ bê tông thì xe hơi xuống dưới tận nơi. Ồ, nếu mà đổ bê tông hoặc là trải đá là coi như là xe hơi xuống tận, xe hơi xuống tận nơi hết luôn. Ồ, đã đánh đánh ta ly đầy đủ hết rồi anh ha. Đánh nhưng mà mình cũng thuộc dạng đánh nhẹ, chứ đánh nhiều quá thì nó lại hư cái mảnh vườn. Đúng rồi, đánh là nó sẽ bị hư vườn hoặc là nó trôi đất vào anh. Nếu mà đánh là mình phải có biết cách là mình mà trồng những loại cây gì để giữ đất ha. Cái này là anh phải trồng một số loại cây gì vậy? Nó giữ lại đất chứ không nó trôi đất. À cái này hả? Dạ. À, cái này thì mới vừa làm xong là mưa xuống. Thật ra cái mặt ở trên là lớp đất bột. Chứ còn ở dưới nó là cái đất nguyên thủy rồi. Nó không có trôi đâu. Rồi. Đúng rồi, cái đất nguyên thủy là không bao giờ trôi. Wow, suối cực kỳ đẹp luôn. Wow. Suối này suối lớn luôn ha. Suối lớn. Này là nó chảy ra cái thủy điện khi nãy hay sao anh? Cái thủy điện khi nãy nó chảy xuống dưới này. À, thủy điện khi nãy là được chảy xuống dưới này. Rồi cái này nó thủy điện đó là thủy điện gì anh? Thủy điện Bảo Lộc á. À, thủy điện Bảo Lộc. Ở đây thì cách Bảo Lộc tầm khoảng 20 cây số anh ha. 20 cây số. Ở đây là thuộc thôn 8 của Hòa Nam Di Linh. Hòa Nam Di Linh. Ô nó giáp bên Bảo Lâm, Bảo Lâm nè, Bảo Lâm viện nè. À bên này là Bảo Lâm, đúng rồi. Bên này là Di Linh. Đúng rồi. À cái chỗ khai báo y tế nãy là cái ranh giới giữa Bảo Lâm với Hòa Nam đó. Di Linh đó. Dạ. Thấy không? Nhìn thấy cái đất nguyên thủy không? Ờ đúng rồi, đất này thì không bao giờ trôi anh ha. Đó, còn cái ở trên là dẫn qua là do mà cái đất bột nó kéo xuống. Dạ. Cái đất nguyên thủy nè. Dạ. Ở đây thì sổ sách như thế nào anh hả? Sổ hồng chính chủ đó, sổ hồng riêng đó. Sổ hồng riêng là đã công nhận đầy đủ hết luôn như vậy luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Vậy là thôi khỏi phần phải làm trích lục, phải làm gì hết, đầy đủ sổ sách hết ha. Sổ sách đầy đủ mà có sẵn luôn. Đây thì máy tưới thì mình để đây. Máy tưới. Rồi anh, cái này là nước dán giống như là có hồ của anh để anh dự trữ nước à? À không, cái đó là của người ta rồi. Cái bên này lật qua của mình nè, bên đó lật qua của người ta. Cái hồ đó của người ta rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi anh lấy nước là anh lấy nước xuống từ sông này luôn. Từ suối nè. Từ suối này luôn. Wow, nó suối nhưng mà cực kỳ lớn luôn. Suối này là suối lớn luôn á. Nay mua đá người ta sợ mưa bão lũ hay nước nó như thế nào thì mưa bão lũ nước nó vậy thôi đó. Dạ. Có cao lên nữa đất mình cũng không có sợ ha. Không cao, đây là mùa chính vô mùa mưa bão nó nhiều đó. Dạ. Bên kia là cây ăn trái là của người ta phải không anh? Hả? Bên kia là cây ăn trái là của vườn người ta. Vườn sầu riêng của người ta nhưng mà cái vườn đó thì lại không có mặt tiền đường nhựa mà cũng không có đường xe hơi nữa. Ồ vậy hả? Đúng rồi. Nếu mà sau này mình mua vào là coi như là mình mua được luôn mảnh đó là quá tuyệt vời ha. Mua mảnh đó hả? Mảnh đó đâu có gì đâu, mảnh đó nó đâu có suối xiết gì đâu. Nhìn đây, cái phần mà sầu riêng lật qua bên này là một chủ, mà cái phần mà xanh xanh có cỏ mà bơ chuối này nọ đó, lật bên kia lại là một chủ nữa. Ấy là mình mua, ai mà mua vườn này mà vườn đó bán luôn thì mình thu luôn nè. Rất là đẹp luôn. Thì đó thì cái từ cái máy bờ suối là từ cái máy chạy ra tuốt kia kìa. Dạ, coi như là đây là đi lên hướng bên kia đánh ta ly đầy đủ hết luôn ha. Có tre trúc nữa nó giữ đất nó cũng đỡ. Bên này là bên này không lo rồi, bên này có nguyên vàng lô tre này nó giữ. Sao sao anh không trồng thêm dọc luôn cái kia cho nó đỡ anh? À cái đó hả? Cái đó sau này là dự tính là sửa lại rồi thì làm bậc thang xuống dưới suối á. À đúng rồi, làm bậc thang xuống suối anh ha. Tại vì nó chỉ có 20-30 mét chỗ đó thôi. Dạ đúng rồi. Chỗ đó để còn làm tới làm lui nữa. Làm tới làm lui nữa. Còn trời, bên này thì yên tâm rồi. Bên này quá yên tâm rồi. Bên này là không bao giờ trôi đất luôn. Bên này là có những cái cây rừng lớn mà nó rủ ra suối dưới á. Dạ đúng rồi, những cái cây rừng này là không bao giờ là hạn chế trôi đất của mình phải không? Ở đây thuộc là dạng là đất đỏ anh ha, pha cát hay sao anh? Dạ, đất đỏ nè, pha cát nhẹ thôi chứ không nhiều. Pha cát nhẹ thôi ha. Bởi vì pha cát nhiều quá là nó giống như đất lục thành, nó hơi xám xám á. Đúng rồi, đất này rất là tốt. Nó mà cực kỳ tốt luôn, trồng cây. Đây, tới đây là ranh giới của mình nha. Dạ. Cây mít. Đây là cây mít, đây là ranh giới của mình. Với lại nhìn hai cái phần đất là thấy khác nhau hoàn toàn. Thấy khác đất, cái cách làm là khác nhau. Thì từ đây ra tới kia khoảng chắc hơn 100 mét. Hơn 100 mét anh ha. Đúng rồi, thì cứ đoán thì biết hả? Dạ. Tại vì mình không có đo nhưng mà mình tưới vườn kéo ống mình cũng biết. Dạ. Với lại nó dài hơn cái mặt tiền mà, mặt tiền nó 6-8 rồi. Đúng rồi. Nhìn kia nhìn xuống view rất là đẹp luôn. View suối.